Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì theo yêu cầu của rất nhiều bạn có yêu cầu mình làm về ngọc agum. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái ngọc của agum ở mùa mới này nha mọi người. Thì khi chơi agum á, thì mình lên cái chủ yếu là ba cái bản ngọc. Một cái bản ngọc á, là mình sẽ dùng cho giáp, máu và hút máu phép. Và một cái bản ngọc á, là mình sẽ dùng cho giáp, giáp phép. Và một cái bản ngọc mình sẽ dùng cho giáp, giáp phép và giảm một chiêu. Thì mình chơi ba bản ngọc nha mọi người. Mà cái bản ngọc mình chơi nhiều nhất á, là cái bản ngọc mà nó vừa giáp và giáp, giáp phép, giảm một chiêu. Còn cái bản ngọc mà theo kiểu hút máu phép á, thì đó là cái bản ngọc mình sẽ dành cho công nha. Những trường hợp mà team mình nó hơi ma trâu á, thì mình lên bản ngọc đó mình chơi. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Đầu tiên á, thì mình lên giáp cộng 50, giáp phép cộng 27, máu tối đa là 787, tốc chạy là cộng 4%, hồi máu 5 giây là cộng 52, tốc đánh là cộng 10% và giảm mọi chiêu là cộng 6% nha. Rồi sau đây mình sẽ đi vào bản ngọc này nha. Bản ngọc này á, thì mình dùng chơi rất là nhiều, thì mình sẽ đi vào bản ngọc. Đầu tiên á, thì 10 viên ngọc đỏ thì mình sẽ lên là giáp cộng 2,3, máu tối đa là 33,7, tốc đánh là cộng 1%. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím thì mình sẽ lên là máu tối đa là cộng 45, tốc chạy là cộng 0,4%, hồi máu 5 giây là cộng 5,2. Đây, còn về 10 viên ngọc xanh á, thì ba bản ngọc á, mình sẽ khác nhau ở 10 viên ngọc xanh. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Cái bản ngọc này mình thấy rất là dùng nhiều. Thì mình sẽ lên giáp là cộng 2,7, giáp phép là cộng 2,7 và giảm mà chiêu là cộng 0,6%. Thì bản ngọc này mình cũng hay dùng cho game mình chơi nha. Hoặc là mọi người có thể lên cho mình cái bản ngọc theo kiểu là giáp châu luôn. Thì mọi người lên là giáp cộng 5 và giáp phép cộng 5 nha. Mình lên 10 viên ngọc xanh này nè, là mình sẽ được 50 giáp và 50 giáp phép. Hoặc là mọi người sẽ lên cho mình bản ngọc công, thì bản ngọc đó mình sẽ dùng cho hút máu phép. Bản ngọc công này thì có giáp là cộng 5,9 và hút máu phép là cộng 0,7%. Thì mình lên 10 viên sẽ được hút máu phép là 7% và giáp phép là cộng 59 nha. Thì nó cũng rất là hay đó mọi người. Thì bản ngọc đó sẽ dành cho công, nhưng mà thường thường bản ngọc này mình lên vừa giải một chiêu vừa giáp phép á, thì mình dùng nhiều, mình đi cho kiểu SP. Còn bản ngọc hút máu phép hồi nãy mình nói với mọi người nha, thì đó là dùng cho đi theo kiểu SP luôn, nhưng mà nó hút máu phép rất là trâu, nó chơi theo kiểu là mình đi cấp gừng cấp bùa đó mọi người, đã lắm. Rồi đây là cái phần bản ngọc nha. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần trang bị nha. Thì khi chơi agum á, thì mọi người chú ý nha, mình phải lên ba bản ngọc để mà mình thay đổi nha mọi người, tùy vào team mà mình lên nha. Rồi cái trang bị đầu tiên là mình lên cho agum nè. Thì agum á, thì cái đầu tiên mọi người á, lên cho mình nhiều cái trang bị phụ trợ, nhưng mà mình sẽ chọn một cái phụ trợ tùy theo cái team mình sẽ lên. Thường thường á, thì mình sẽ lên cái đây, hệ thổ, hệ bảo thạch đó mọi người, hoặc là cái này nè, đại địa mã chói. Thì hai cái này mình hay dùng, mình ít lên cái đại địa thần khiên lắm. Còn món thứ hai thì mình lên nhà kiên cường, và món thứ ba chính là mình lên cái phù chú trường sinh. Thì cái này cũng rất là quan trọng, mà khi giao tranh á, mình thoát khỏi trận đánh thì mình sẽ hồi máu rất là nhiều. Và món thứ tư thì mình sẽ lên cái giáp gia mọi người đó. Và tiếp tục món thứ năm mình lên thủ nữa, thì mình sẽ có thể lên cái giáp cúng khổ, hoặc là cái giáp cúng khổ mọi người, hoặc là cái khiên thất kiện nha. Rồi xong rồi mình lên giáp phong mệnh, rồi mình lên cái khiên thất kiện. Và một cái trang bị mình sẽ dành cho đi công cái bản ngọc mà hút máu nãy mình chia sẻ mọi người á, thì mình có thể lên ở đây món thứ tư lên phép làm chậm cái chữ băng nè. Sau đó mình lên cái sách thánh luôn. Nếu mà tay bạn có thư sát thương cao á, thì mình lên cái quy chương choi trước nha. Quy chương choi trước sách thánh. Đây, quy chương choi trước. Nó, đây là cái bản ngọc mà mình lên cho cái trang bị mà mình dùng cho lên cái bản ngọc mà hút máu phép á mọi người. Còn cái phù hiệu á, thì mình chọn điều như nhau nha. Đó chính là cái giáp mộc. Đây, giáp mộc. Cái phù hiệu này nó giúp hồi máu rất là nhiều nha mọi người. Hồi máu nhiều lắm. Còn cái phù hiệu chỗ này mình chọn sát thương, chính là cái phù hiệu mà mình sẽ dùng cho cái hút máu phép cái bản ngọc của mọi người. Thì cái này nó rất là hay.
Ở đây mình chọn cái quả cầu băng xương nè, mình giảm được 3 giây, mình có trong 3 giây mình miễn khống chế cũng rất là tốt nha. Rồi, các bạn chia sẻ về bạn gặp Agum đây là hết nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào các video tiếp theo nha.